Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 9 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đầy tướng già ra đỡ đạn, Nguyễn Phú Trọng đang âm mưu điều gì? Nhà báo Lưu Nhị là cựu tổng biên tập tạp chí Cộng sản đã viết bài Âm mưu phủ nhận chế độ xã hội chủ nghĩa từ việc cổ suý chủ nghĩa hội tụ, đăng trên báo Quân đội Nhân dân vào ngày 30 tháng 8 năm 2021. Và đây chính là những chiến binh của Đảng Cộng sản. Chủ nghĩa hội tụ cho rằng nhân loại đang phát triển theo những con đường ngày càng xích lại gần nhau và cuối cùng sẽ hòa nhập vào nhau, hình thành nên một xã hội mới, trong đó kết hợp những tính chất tích cực của chế độ tư bản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nêu lên quan điểm phản bác lại ông Nhị Lê như sau. Theo ông Nhị Lê, đây là một lập luận ngụy khoa học. Ông khẳng định xu hướng tiến hóa của thế giới không phải là chủ nghĩa xã hội. Đây là hình ảnh những rổ nhựa của người dân thành phố Hồ Chí Minh chờ phân phát thực phẩm từ chính quyền, thay cho hình ảnh cờ đỏ sao vàng chào mừng Quốc khánh ngày 2 tháng 9. Hình ảnh này được các Facebook bình luận rằng sắp đến ngày toàn quốc khánh kiệt. Xin thưa, chưa bàn đến chuyện đúng sai hay dở của chủ nghĩa hội tụ, chỉ nhận xét rằng ông Nhị Lê vẫn kiên trì con đường xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa theo Marx Lenin. Ông cho rằng con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa luôn gặp phải trắc trở, thậm chí sai lầm nghiêm trọng và rơi vào thoái trào, đó là điều bình thường. Nhưng sự sụp đổ của mô hình chủ nghĩa xã hội kiểu cũ không phải là do thế giới quan phương pháp luận của chủ nghĩa Marx Lenin là sai lầm, mà là sự sai lầm của những người cơ hội và phản bội lại chính chủ nghĩa Marx Lenin. Nhưng từ đó đã mở ra một không gian mới cho nhận thức đích thực, sáng tạo và đúng đắn về chủ nghĩa Marx Lenin, chủ nghĩa xã hội khoa học, với những bài học mới trên con đường xã hội chủ nghĩa của các quốc gia như Việt Nam, Cuba, Trung Quốc. Và đương nhiên, đa số trong những nước đi theo con đường này hiện nay đang dẫn đến con đường nghèo đói và cùng cực. Để chứng minh rằng con đường mà Đảng Cộng sản Việt Nam lựa chọn là hoàn toàn đúng đắn, thì ông Nhị Lê lại dẫn ra những sự thật lịch sử. Đó là lời phát biểu của đại diện Đảng Cộng sản Ấn Độ tại Đại hội Đảng, là nơi các bức điện chúc mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và của các đảng Cộng sản Brazil, Chile, Mexico. Trong đó có các câu như thành tựu mà nhân dân Việt Nam có được là do các đồng chí đã nghiêm túc, nỗ lực áp dụng học thuyết Marxist-Leninist vào điều kiện cụ thể Việt Nam. Có thể khẳng định con đường mà Việt Nam lựa chọn là đúng đắn. Chúng tôi hoàn toàn nhất trí và chia sẻ với nhận định của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là đất nước Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực và vị thế uy tín quốc tế như ngày hôm nay. Đây là những điều hết sức xảo trá của một số đảng Cộng sản nhỏ nhoi với số rất ít hội viên trên thế giới, gửi về chúc mừng Việt Nam nhưng đã được Đảng Cộng sản thổi bùng lên như thế. Bài viết của ông Nhị Lê làm thấy lạ, hoặc là về nhận thức hoặc là về động cơ. Lạ về nhận thức khi ông cho rằng chủ nghĩa Marx Lenin là một học thuyết khoa học nghiêm chỉnh. Đây là hình ảnh nhà báo Nhị Lê, nguyên phó tổng biên tập của tạp chí Cộng sản của Việt Nam. Ở thế kỷ 21 chỉ còn những kẻ hoặc ngu chung vào chủ nghĩa Marx Lenin hoặc quá kém trí tuệ mới tin là như vậy. Và vì sao như vậy? Vì rằng một tập hợp lý luận được xem là học thuyết khoa học chưa được hoàn chỉnh chứ không được sai cơ bản. Thế mà chủ nghĩa Marx Lenin đã phạm phải những cái sai từ gốc, những cái sai lầm về luận cứ là những cơ sở làm tiền đề để suy luận. Đó là những điều như sau được vạch ra. Vật chất có trước và quyết định ý thức. Thứ hai là bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội. Thứ ba là đấu tranh giai cấp là động lực phát triển xã hội loài người. Thứ tư là tư bản bóc lột công nhân bằng giá trị thặng dư. Thứ năm là quy luật thống nhất giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất. Thứ sáu là giai cấp công nhân là đại diện cho nền sản xuất công nghiệp tiên tiến. Những sai lầm vừa kể trên đã được nhiều học giả chứng minh, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của rất nhiều người trên thế giới, đặc biệt là các tầng lớp tri thức tinh hoa. Và để tránh cho bài quá dài, nên đã không nhắc lại rất nhiều những chứng minh này nữa. Tuy nhiên các bạn có thể tìm đọc thêm. Vì sao chủ nghĩa Cộng sản đã sụp đổ gần như toàn bộ trên toàn cầu? Nó cũng được những người bảo vệ chủ nghĩa Marx Lenin phản bác lại một cách rất yếu ớt. Ở Việt Nam đã từng có nhiều đề nghị đem các vấn đề trên ra cho tự do ngôn luận hoặc đối thoại công khai. Nhưng những đề nghị như thế không được chính quyền chấp nhận. Marx và Lenin đã dựa vào những luận cứ kể trên để xây dựng nên học thuyết về đấu tranh giai cấp, về cách mạng vô sản, về chuyên chính vô sản, về giai cấp lãnh đạo, về công hữu hóa tư liệu sản xuất, về con đường tiến lên chủ nghĩa cộng sản, vân vân, rất hài hước. Tuy nhiên, các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam loạn dùng đổ tư bản và tiền của họ nhiều vô kể, toàn ngoại tệ. Những người theo Marx vô cùng khâm phục ông vì ông đã suy luận rất hấp dẫn, rất thuyết phục, rất chặt chẽ, tuy nhiên lại sai bét. Đây là hình ảnh dân nghèo thành phố Hồ Chí Minh đang kêu cứu vì chưa nhận được trợ cấp của chính phủ khi dịch Covid kéo dài. Nhưng mọi suy luận đó lại dựa vào các luận cứ sai, các tiền đề dối trá thì không thể công nhận được sự đúng đắn của kết luận. Đó là nguyên lý của khoa học. Có thể ông Nhị Lê, các trí thức, các cán bộ và đảng viên của Đảng Cộng sản cũng đã từng biết đến những minh chứng Marx Lenin sai và những phản bác cho rằng Marx Lenin vẫn đúng, cũng như các đề nghị tự do ngôn luận hoặc đối thoại v.v. đã bị Đảng Cộng sản Việt Nam từ chối hoặc bắt bỏ tù những người dám nói đến điều đó. Nhưng các vị tin vào lời phản bác mà không lấy được sự đúng đắn của chứng minh, không dám ủng hộ các đề nghị này. Một điều lạ nữa là về nhận thức là ông Nhị Lê lại cho rằng con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội luôn gặp phải trắc trở, thậm chí sai lầm nghiêm trọng và rơi vào suy thoái. Đó là điều bình thường. Sự sụp đổ của phe xã chủ nghĩa là sự sai lầm của những người cơ hội và phản bội lại chủ nghĩa Marx Lenin v.v. Nếu việc này làm là hợp quy luật, là hết sức tốt đẹp, thì làm sao lại xem là bình thường khi phải sai lầm nghiêm trọng? Và tại sao lãnh đạo cao cấp đã rất nhiều Đảng Cộng sản ở rất nhiều nước trên thế giới đã phản bội lại chủ nghĩa Marx Lenin, và cuối cùng họ đã xây dựng được những nhà nước dân chủ tự do vững mạnh và giàu có đến thế? Phải chăng đây chỉ là những lời ngụy biện hết sức ngây ngô của Đảng Cộng sản? Giáo sư Nguyễn Đình Cống đã nêu ra ý kiến như vậy. Nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng vừa công bố bài viết có tựa đề "Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Trong đó, ông lý giải chủ nghĩa xã hội là gì, vì sao Việt Nam lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa, làm thế nào và bằng cách nào để từng bước xây dựng được chủ nghĩa xã hội Việt Nam, và thực tiễn công cuộc đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong thời gian qua có ý nghĩa và đặt ra vấn đề gì. Tuy nhiên, hàng triệu người dân Việt Nam đã không đồng ý với vấn đề này và không bao giờ được đưa ra bàn thảo một cách công khai. Ông Nguyễn Phú Trọng tự ông quyết, tự ông viết và bắt dân tộc phải đi theo. Và ông Phú Trọng quyết luận rằng điều hết sức quan trọng là phải luôn luôn kiên định và vững vàng trên nền tảng tư tưởng lý luận của chủ nghĩa Marx Lenin, học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân và quần chúng lao động. Đây là điều hết sức ấu trĩ, hết sức già nua và bảo thủ của một con người ít được ra giao tiếp với quốc tế, đó chính là ông Nguyễn Phú Trọng. Và tính khoa học và cách mạng triệt để của chủ nghĩa Marx Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là những giá trị bền vững, ông đã nói thêm, đã và đang được những người cách mạng theo đuổi và thực hiện. Điều này ông lại một lần nữa sai khi các đảng viên Đảng Cộng sản đua nhau sắm nhà nước ngoài, đưa con cái đi du học và thường không trở về nữa. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị Đảng Cộng sản Việt Nam vào hôm 12 tháng 6. Cũng hôm 17 tháng 5 từ Việt Nam, một số nhà hoạt động quan sát thời sự chính trị trước hết đã chia sẻ khái quát góc nhìn và cảm nhận chung của mình về bài viết của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cảm giác đầu tiên của tôi sau khi đọc bài viết của ông Nguyễn Phú Trọng là thất vọng vì không tìm thấy những luận điểm mới. Trái lại, lối lập luận sơ cứng đó đã được bộ máy tuyên truyền của nhà nước này lặp đi lặp lại nhiều lần từ suốt 30 năm nay. Từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định, nguyên phó chủ nhiệm đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã nói như vậy với đài BBC. Từ Hà Nội, ông Nguyễn Vũ Bình, nhà hoạt động, cựu biên tập viên tạp chí Cộng sản cũng nói như sau: bài viết của ông Tổng Bí thư như tôi thấy là một sự xảo xáo lại hoàn toàn nội dung đã cũ, đã đăng tải rải rác suốt 20-30 năm vừa qua. Điểm mới là có thêm một số dữ kiện mới trên thế giới và Việt Nam để minh họa cho những quan điểm nội dung cũ. Vẫn là sự bế tắc hoàn toàn về khái niệm chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Còn từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quý Thọ cũng nêu quan điểm của mình. Theo tôi, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ hơn lựa chọn từ lâu của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới, đặc biệt sau khi ông tiếp tục nắm quyền tối cao ở nhiệm kỳ thứ 3. Vì lý thuyết, ông Tổng Bí thư muốn khẳng định giai đoạn phát triển dựa trên chủ nghĩa chuyên chế mới. Đi vào 4 điểm cơ bản then chốt đều đặt vấn đề trong bài viết ông Tổng Bí Thư. Các bình luận đã được chia sẻ trên đài BBC rất nhiều. Và khi đã không làm rõ được khái niệm chủ nghĩa xã hội và con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội, toàn bộ những vấn đề ông Tổng Bí Thư nêu ra, theo tôi, không có nội dung khoa học, chỉ là ngụy biện. Các nội dung và so sánh với thực tiễn chỉ là gượng ép. Ông Nguyễn Vũ Bình đã phát biểu như vậy. Đây là hình ảnh biếm họa của họa sĩ Vũ Tuần về chủ nghĩa Marx Lenin đang đè nặng lên dân tộc Việt Nam. Nhưng quan trọng hơn hết là nó cho thấy bản chất của nền kinh tế và chế độ. Đó là một nền kinh tế có số nợ gấp 3-4 lần GDP mà không có khả năng trả lãi, chưa nói trả nợ gốc. Còn chế độ đã tạo ra tầng lớp dân oan và sự dồn nén cùng cực của tất cả các giai cấp trong xã hội. Ông Phạm Quý Thọ đã nêu ra ý kiến của mình như sau. Cũng như chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc, đây là khái niệm đã được kiểm nghiệm ở nước này trước ông Tập Cận Bình. Còn ở Việt Nam, trong góc nhìn của tôi, có khác biệt nhưng chưa được thảo luận công khai. Tôi cho rằng ông Tổng Bí Thư viết bài trên nhằm mục đích này. Còn từ Sài Gòn, luật sư Lê Công Định nói thêm, tôi thấy rằng định nghĩa về chủ nghĩa xã hội của ông Trọng giống cách mô tả về mục tiêu của bất cứ xã hội nào trên thế giới, khiến không ai lấy được cốt lõi của chế độ chủ nghĩa xã hội là gì. Ngoài vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản là điều mà không xã hội nào hiện đại có cả. Mặt khác, những khuyết tật của chủ nghĩa tư bản mà ông Trọng mô tả, chẳng hạn như kinh tế suy thoái, đã làm phơi bày sự thật của những bất công xã hội trong các xã hội tư bản chủ nghĩa như đời sống của đa số dân cư lao động bị giảm sút nghiêm trọng, thất nghiệp gia tăng, khoảng cách giàu nghèo ngày càng lớn, làm trầm trọng thêm những mâu thuẫn, xung đột giữa các sắc tộc. Nhưng điều trớ trêu là đều có thể dễ dàng tìm thấy những điều đó trong xã hội Việt Nam ngày nay. Và tôi e rằng những bất công của xã hội Việt Nam còn tệ hơn ở những nước gọi là tư bản chủ nghĩa đó, vì Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển hoang dã mà nước đó đã trải qua 200 năm trước rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Năm ngày 2 tháng 9 năm 2021 với bản tin Đẩy tướng giả ra đỡ đạn, Nguyễn Phú Trọng âm mưu điều gì? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de